Mến chào quý vị khán giả đã đến với kênh tin mới của chúng tôi. Kênh của chúng tôi sẽ luôn luôn cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào mừng quý vị đang theo dõi trên tin mới. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình lũ lụt đang diễn ra tại Trung Quốc. Trong chương trình ngày hôm nay, thì tin mới xin chuyển đến quý vị diễn biến đợt lũ thứ 3 trên sông Trường Giang. Bên cạnh đó là thông tin về đập thủy điện lớn nhất thế giới, đập Tam Hiệp gồng mình đối phó trước đợt lũ này. Trước khi đến với những nội dung chi tiết, xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua các thông tin chính ngay sau đây. Mưa lớn diện rộng, sông Trường Giang đón đỉnh lũ số 3. Đập Tam Hiệp gồng mình đón trận lũ thứ 3, lở đất nhấn chìm đường sắt sang Việt Nam. Thiệt hại vật chất do mưa lũ ở Trung Quốc năm nay cao hơn 15,9% so với mức trung bình của 5 năm trước. Thưa quý vị và các bạn, Cơ quan Kiểm soát Lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán Nhà nước Trung Quốc đã phải nâng cấp ứng phó khẩn cấp để kiểm soát lũ lụt từ cấp 4 lên cấp 3 do mưa lớn được dự báo sẽ xảy ra trên diện rộng tại Trung Quốc vào cuối tuần này. Theo Tân Hoa Xã thông tin, trong những ngày tới, các khu vực phía Tây Nam Trung Quốc, Tây Bắc Trung Quốc, miền Bắc Trung Quốc và Đông Bắc Trung Quốc dự báo xảy ra mưa xối xả kèm theo dông sét và mưa đá. Theo Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, Bộ đề nghị các địa phương ở Trung Quốc liên tục theo dõi sát tình hình, tăng cường công tác ứng phó với các thảm họa có thể xảy ra. Một quan chức Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc nói rằng cần phải nỗ lực điều chỉnh các biện pháp điều động nhân lực cũng như cứu trợ lũ lụt và cứu hộ để đảm bảo an toàn cho người dân. Trong khi đó, sông Trường Giang của Trung Quốc đã chứng kiến đỉnh lũ thứ 3 trong năm nay, hình thành ở thượng nguồn từ sáng ngày thứ 6 vừa qua, sau khi lượng mưa lớn khiến mực nước của các dòng chính của sông Trường Giang dâng cao, dòng chảy và hồ chứa đập Tam Hiệp cũng tăng lên. Hồi tháng trước, sông Trường Giang đã hứng đỉnh lũ thứ 2 trong năm 2023, khiến 5 người không thể vượt qua và một người mất tích tại Châu Tự trị Dân tộc Thổ Yamianthi, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc. Trận lũ thứ 4 hình thành trên sông Trường Giang hay còn gọi là sông Dương Tử ở Trung Quốc đã khiến cho lưu lượng nước chảy vào hồ chứa đập Tam Hiệp tăng mạnh. Tân Hoa Xã dẫn thông báo vào hôm thứ 6 của chính quyền Trung Quốc, Trường Giang, con sông dài nhất Đông Á, đã đón trận lũ thứ 3 trong năm nay trên khu vực thượng nguồn. Sau một đợt mưa lớn, mực nước dâng cao trên các nhánh của Trường Giang dẫn tới nước lũ dồn về, làm tăng nhanh mực nước trong hồ đập chứa Tam Hiệp vào 5 giờ sáng hôm thứ 6. Hồ chứa trên chứng kiến lưu lượng nước chảy vào đạt 50.900 mét khối trên giây. Theo Ủy ban Tài nguyên nước Trường Giang, con số này dự kiến sẽ tăng lên 59.000 mét khối trên giây vào hôm thứ Bảy. Chính quyền Trung Quốc kêu gọi các tỉnh, thành phố nằm dọc trên sông Trường Giang huy động các nguồn lực để chuẩn bị ứng phó lũ lụt. Trung Quốc có tổng cộng trên 634 con sông đã có mực nước vượt mức cảnh báo, trong đó 194 con sông vượt qua ngưỡng đảm bảo an toàn và 53 con sông có mực nước tăng kỷ lục. Đáng chú ý, lũ lụt dọc theo sông Trường Giang khiến một số phương tiện truyền thông nước ngoài cho rằng đập Tam Hiệp thất bại trong kiểm soát lũ. Tờ China Daily tuần qua cho biết, khả năng kiểm soát lũ lụt của tất cả các công trình thủy lợi đều bị hạn chế. Đối với đập Tam Hiệp, nó chủ yếu được thiết kế để bảo vệ sông Kinh Giang, một đoạn của sông Trường Giang ở vùng hạ lưu của con đập và các vùng đồng bằng phì nhiêu dọc theo bờ của nó khỏi lũ lụt thường xuyên. Vì nằm giữa trung lưu và thượng lưu sông Trường Giang, nên đập Tam Hiệp đóng một vai trò tương đối nhỏ trong việc kiểm soát lũ lụt ở các nhánh hạ lưu của nó. Đập Tam Hiệp có thể giữ dòng nước từ thượng nguồn sông Trường Giang, ngăn không cho nước chảy vào các nhánh hạ lưu và con đập đã hoàn thành vai trò của mình trong năm nay. Bằng cách hạn chế lưu lượng nước chảy ra ở mức 19.000 mét khối mỗi giây, mặc dù dòng chảy và hồ chứa lên tới 30-50.000 mét khối trên giây, ông Zhao Buting, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Kỹ thuật Thủy điện Trung Quốc cho hay, chúng ta không nên quên rằng việc thuận hóa hoàn toàn dòng chảy của bất kỳ con sông nào, bao gồm cả sông Trường Giang, là điều vượt ra ngoài lĩnh vực kỹ thuật và thừa nhận rằng ngoài các yếu tố tự nhiên như địa lý, khí hậu và sự phân bố lượng mưa không đồng đều, không thể kiểm soát được, thì Trung Quốc còn tụt hậu trong việc xây dựng các hồ chứa và đập so với các nước phát triển. Tuy nhiên, tờ China Daily nhấn mạnh Trung Quốc còn nhiều cơ hội để cải thiện việc kiểm soát lũ lụt của mình và với tăng trưởng kinh tế bền vững và hiện đại hóa hơn nữa, nước này có khả năng củng cố khả năng phòng thủ chống lại lũ lụt.
Tập đoàn Đường sắt Côn Minh Trung Quốc cho biết, trận lở đất ập vào ga La Hadi trên tuyến đường sắt Côn Minh Hà Khẩu vào khoảng 3 giờ 20 phút sáng hôm thứ Năm đã nhấn chìm một số đoàn tàu đậu tại nhà ga và làm cho gián đoạn liên lạc đường sắt. Tân Hoa Xã cho hay, mưa lớn gây lở bùn đất vào hôm thứ Năm, khiến các nhà chức trách phải tạm dừng dịch vụ trên một đoạn đường sắt ở tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Tập đoàn Đường sắt Côn Minh thông tin tất cả 48 nhân viên và gia đình của họ tại nhà ga đã được sơ tán và dịch vụ trên một đoạn đường sắt đã bị đình chỉ. Công ty đã huy động công nhân để sửa chữa đường sắt. Tuyến đường sắt, nơi xử lý hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc sang Việt Nam, đã chuyển hướng các chuyến tàu hàng sang một tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn khác. Thưa quý vị, Thứ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc Chu Học Văn mới cho hay rằng các đợt lũ trong mùa hè vừa qua tại nước này đã khiến cho 219 người không thể vượt qua hoặc là mất tích. Và bên cạnh đó là những thiệt hại vật chất ước tính lên đến 178,9 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 596.440 tỷ đồng. Đài Fox News hôm thứ Sáu dẫn lời Thứ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc nêu rõ con số thiệt hại vật chất cao hơn 15,9% so với mức trung bình của 5 năm trước, với khoảng 54.000 căn nhà bị thiệt hại. Các đợt lũ do mưa lớn kéo dài khiến nhiều hệ thống sông ở miền Trung và miền Nam đạt mức nước đáng báo động. Cơ quan chức năng cảnh báo Trung Quốc vẫn sắp tiếp tục hứng chịu hậu quả thiên tai, bao gồm mưa lớn và bão trong 2 tháng tới. Một đài truyền hình dẫn lời của ông Chu cho hay, chúng ta vẫn đang trong mùa lũ. Các cơ quan chức năng ở khu vực miền Nam và miền Bắc đang sẵn sàng đối phó với nguy cơ của lũ. Tại tỉnh Tứ Xuyên, ít nhất 500 lính cứu hỏa cùng gần 100 xe đang túc trực tại thành phố Phật Quang Sơn và đã cứu hộ ít nhất 30 người bị mắc kẹt do lũ lụt. Hơn 100.000 người tại tỉnh này đã bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lớn trong vài ngày qua và cơ quan chức năng hôm thứ Ba lần đầu tiên đưa ra cảnh báo cam trong 7 năm qua, mức cảnh báo chỉ sau màu đỏ. Trong khi đó, thành phố Phật Quang Sơn nhiều lần phát cảnh báo mưa dông ở mức đó trong ngày thứ Năm. Trên cả nước, hơn 63,4 triệu người đã bị ảnh hưởng trong mùa lũ năm nay, trong khi khu vực mưa dông dự báo sẽ trải dài 3.000 km từ Tây Nam đến Đông Bắc, kèm theo cảnh báo lũ, sấm sét và nguy cơ sạt lở đất. Kính thưa quý vị và các bạn, vùng Trung Lưu và Hạ Lưu sông Trường Giang là khu vực dễ bị ngập lụt. Mỗi mùa hè, nước sông dâng cao và tràn qua bờ, trong khi đó vùng Thượng Lưu ít có nguy cơ bị lũ hơn vì dòng sông chảy qua các dãy núi với độ dốc cao. Trong lịch sử, một số trận lũ lớn từng khiến Trung Quốc phải đối mặt với thảm họa. Nếu không tính đến nạn đói và các đại dịch, trận lũ năm 1931 ở miền Trung Trung Quốc được coi là thảm họa tự nhiên nguy hiểm nhất thế kỷ 20. Hơn 140.000 người bị nước lũ nhấn chìm và ít nhất 3,7 triệu người cũng thiệt mạng trong 9 tháng sau cơn đại hồng thủy. Trước khi dự án đập Tam Hiệp được hoàn thiện vào năm 2009, các khu vực ven sông chủ yếu dựa vào các bờ kè, hồ chứa để đối phó với lũ lụt. Tới nay, chưa đầy 20 năm sau khi đập Tam Hiệp đi vào hoạt động, Trung Quốc đang phải hứng chịu trận đại hồng thủy tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Tình trạng hiện nay làm dấy lên câu hỏi về hiệu quả của đập Tam Hiệp và liệu công trình nổi tiếng thế giới này có gặp nguy hiểm trước sức tàn phá khủng khiếp của lũ lụt kéo dài từ tháng 6 tới nay hay không. Tuần qua, sông Trường Giang lần đầu đạt đỉnh lũ trong năm 2023. Ủy ban Thủy lợi Trường Giang tuyên bố mực nước sông lên tới 146,97m với lưu lượng nước cực đại là 53.000 mét khối trên giây, tương đương với trận lũ năm 1998. Trước trận lũ lụt thứ ba đổ bộ trên sông Trường Giang, đập Tam Hiệp đã tiếp tục xả lũ ở mức 37% để đảm bảo có đủ sức chứa và giữ an toàn cho vùng trung lưu và lưu sông. Trước đó, đập Tam Hiệp cũng phải mở 3 cửa xả lũ để đối phó với lũ số 2 trên sông Trường Giang. Kính thưa quý vị, trận lở đất đổ xuống 40 căn nhà ở một làng thuộc tỉnh Tứ Xuyên sớm nay, hơn 100 người có thể đã bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Nhà chức trách tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc cho biết đã triển khai các đơn vị ứng cứu khẩn cấp tới làng Tân Ma Simo, huyện Mao để tìm kiếm, giúp đỡ các nạn nhân trong vụ lở đất xảy ra sáng nay, theo AFP. Khoảng 40 ngôi nhà trong làng Tân Ma bị chôn vùi sau khi một bên sườn núi sụp xuống, tạo thành đống đất đá dài khoảng 2 km, chặn ngang một con sông. Nhà chức trách lo ngại có khoảng 100 người đang bị mắc kẹt trong đống sạt lở. Chính quyền huyện Mao cho biết các đơn vị phản ứng với thảm họa địa chất thảm khốc cấp 1 đang trên đường tới nơi sạt lở, hiện chưa có đánh giá đầy đủ về toàn bộ mức độ sạt lở.
Xinhua cho biết một phần của một ngọn núi ở Tây Tạng và khu tự trị dân tộc Khương Tứ Xuyên bị đổ sập lúc 6 giờ sáng nay. Lở đất là mối nguy hiểm thường gặp ở những vùng nông thôn và vùng núi ở Trung Quốc, đặc biệt khi có mưa lớn. Ít nhất 12 người thiệt mạng trong vụ lở đất hồi tháng 1 trong một khách sạn ở trung tâm tỉnh Hồ Bắc. Tháng 10 năm 2016, ít nhất 8 người chết trong các trận lở đất ở miền đông Trung Quốc sau khi nước này hứng chịu nhiều cơn mưa lớn từ bão. Thưa quý vị, cảnh sát nhận thông tin về vụ lở đất tại khu công nghiệp Liuxi, phía tây bắc thành phố Thâm Quyến lúc 11 giờ 40 phút ngày hôm qua. Tân Hoa Xã đưa tin 7 xe chữa cháy và 30 lính cứu hỏa đã được điều tới hiện trường và đang tìm kiếm các nạn nhân bị mắc kẹt. Các nhân viên cứu hộ cho biết một tòa nhà ở khu công nghiệp và một số nhà dân hư hại trong vụ lở đất. BBC cho hay 22 tòa nhà bị chôn vùi, trong đó có 2 ký túc xá dành cho công nhân. Trong khi đó, theo Tân Hoa Xã, ít nhất 59 người được cho là mất tích. Một công nhân của khu công nghiệp có tên là Tian cho hay ông chủ của anh và thành viên gia đình ông ấy đã bị chôn vùi trong đống đổ nát. Chỉ có Tian và lái xe của gia đình người quản lý thoát nạn. Cơ quan chữa cháy Thâm Quyến cho biết vụ lở đất ảnh hưởng đến khu vực ngoại ô phía bắc thành phố trên diện rộng. AP dẫn lời ông Li Yikang, phó bí thư thành ủy Thâm Quyến cho biết hơn 900 người đã được sơ tán rời khỏi hiện trường. Cũng theo ông Li, khoảng 1.500 người đang tham gia nỗ lực giải cứu. Ren Jingwang, phó giám đốc Sở Công an Thâm Quyến trả lời đài CCTV rằng phần lớn người dân đã được sơ tán đến nơi an toàn trước khi vụ lở đất xảy ra. Tờ Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh dẫn lời một người dân địa phương cho hay đất trong khu vực đã được đào lên tại một công trình xây dựng trong 2 năm qua tạo thành ụ đất cao 100m. Trời mưa ở Thâm Quyến hôm vừa qua khiến con đường hiện ngổn ngang bùn đất. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc của Tin Mới ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất, quý vị đừng quên ấn like, share và đăng ký trên Tin Mới. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Vừa rồi là thông tin cuối trong bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!